Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Thảo Yên. Hoàng Trường Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới, tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thời tiết rất là êm ả trong mấy ngày nay, Thảo Yên. Vâng. Không biết êm ả của anh là như thế nào chứ em thấy sao mà nó thì bình thường thấy mà gió thổi lạnh quá trời. Buổi tối lạnh quá quý vị ơi, sáng sớm dậy lạnh lắm. Hôm nay đó thì cao nhất cũng có 65-66 độ thôi. Họ còn nói là buổi sáng hôm nay đó trước 12 giờ trưa sẽ có mưa nhỏ nhỏ nữa. Mây mù. Vâng, mây mù lắm. Với lại tối nay xuống còn có 40 mấy độ, coi như là 3 ngày liên tục hôm nay thứ 6 với thứ 7 là có tối có 47-48 độ thôi, rất là lạnh. Phải gần đến cuối tuần đó nhiệt độ mới thấy là lên được đâu 70 mấy, rồi buổi tối được 50-54 độ là ấm hơn được một tí, chứ còn từ đây đến thứ 6 là vẫn còn rất là lạnh thôi quý vị. Nhưng mà cái nhiệt độ trung bình vào ban ngày đó quý vị phải cộng thêm 5-6 độ nữa thì nó chính xác hơn, bởi vì nếu mà đứng ở trong mát thì có thể nhiệt độ nó mát lạnh, nhưng mà đi ngoài nắng thì cho nên nhìn vào xe chúng ta thấy cái nhiệt độ nó vẫn cao hơn cái nhiệt độ trung bình mà chúng tôi gửi đến quý vị mỗi ngày. Thị trường tài chính ngày hôm nay điểm lần đầu tiên Dow Jones đã lên tới mức ngưỡng cao nhất từ trước tới giờ, đặc biệt là trong năm 2023 ngày hôm nay. 35.745 điểm, tăng thêm 315 điểm nữa. Có nhiều lý do lắm. Với một phần nó có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất là nền kinh tế của Hoa Kỳ trong 3 tháng vừa qua khủng khiếp luôn, lên trên 5%. Người ta nói cứ đoán là có thể suy thoái nhẹ. Cái chữ suy thoái nhẹ này có nghĩa là họ nói rằng đáp soft landing, suy thoái mà nó vừa phải thôi. Có nghĩa là họ nghĩ rằng có thể trong tam cá nguyệt vừa qua đó, là nếu mà diễn ra những cái sự đột biến, chúng ta thấy là trong tháng 10 đó, thị trường nó rớt quá trời luôn. Nhưng mà rồi nó bước sang từ đến cuối tháng 11 thị trường nó lại lên cao. Bởi vì sao? Lạm phát vẫn tiếp tục đi xuống. Cho nên là ngày hôm nay có hai bản tin. Một mặt đó, nền kinh tế Hoa Kỳ lại tiếp tục tăng trưởng tốt đẹp, nhưng mà may mắn ở đây tăng như vậy trên 5% nhưng mà lạm phát lại đi xuống. Và điều này có nghĩa là Quỹ Dự trữ Liên bang có thể sẽ giữ nguyên quyết định không tăng lãi suất nữa và thậm chí còn cắt nữa. Và điều này đã giúp cho giới đầu tư lại nhảy vào mua, ngoại trừ Nasdaq. Nasdaq, những cổ phiếu về công nghệ đó vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng vì bên phía Trung Quốc. Dow Jones lên 318, Nasdaq xuống 63, S&P 500 lên 2 điểm, công trái phiếu 10 năm hôm nay còn 4,32%. Và khi nói đến công trái phiếu 10 năm thì lại có tin liên quan tới các phân lời địa ốc và mua nhà vân vân. Họ nói rằng là số nhà pending home sales, pending có nghĩa là có người, hai bên đã thỏa thuận mua bán rồi, bây giờ tiền đặt cọc đưa vào escrow chuẩn bị làm giấy tờ, chưa xong. Nhưng mà khuynh hướng là sẽ xong á, cho nên họ gọi là pending. Cho nên quý vị đi vào mua nhà thấy có chữ pending có nghĩa là ồ, cái chuyện đó là khó lòng mà quý vị đã mua được căn nhà đó lắm. Ngoại trừ nó fall out có nghĩa là vì lý do nào đó, hai bên có một cái vấn đề nào đó, cái người mua rút ra hoặc người bán rút ra thôi. Chứ còn khi mà chúng ta đã mượn nợ được rồi, bởi vì trước khi quý vị mua căn nhà đó, quý vị phải có một cái gọi là mượn nợ trước để bảo đảm là ngân hàng nói ồ, nếu quý vị mua cái nhà đó với giá đó thì chúng tôi đồng ý
với mức lương của quý vị, với cái tiền quý vị down 20% vân vân, tôi đồng ý cho quý vị mượn. Thì cầm cái approval của ngân hàng, cái sự chuẩn thuận của ngân hàng rồi đi kiếm nhà, thì người chủ thấy cái đó thì họ đồng ý bán, thì cho nên cái nhà đã gọi là pending home sale. Nhưng mà cái con số của tháng 10 đó nó giảm ở mức thấp nhất tính từ năm 2001, tức là cái cơ quan về địa ốc, hiệp hội địa ốc quốc gia đó theo dõi từ năm 2001 đến giờ, thì cái số pending home sale bán ra. Nhưng mà đây là tính trung bình trên toàn quốc 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, chứ không phải là ở California. California, cái tình trạng này bây giờ không có nhà để bán nữa, cho nên đó là, cũng là một cái vấn đề. Và thậm chí nhiều tiểu bang khác, chẳng hạn như Massachusetts, nơi mà có nhiều người dọn vào nhiều nhất đó, thì nhà cũng vô cùng hiếm hoi, ở Cambridge, Massachusetts, vân vân, hoặc là ở trên vùng San Francisco, hoặc là những nơi nào mà ổn định tốt thì vẫn cái số nhà không có để bán. Nhưng mà đây là tình trạng mà nói rằng còn tệ hại hơn nhiều năm trước nữa. Một phần đó, là có thời gian quý vị mượn nợ lên tới 8% trong cái bản tin quý vị không? Mortgage rate in October, cái phần lời địa ốc của tháng 10 nó lên tới 8%, làm giảm ảnh hưởng đến việc mua bán nhà cửa. Giá dầu hôm nay xuống 42 cent nhưng vẫn ở mức cao, hôm qua lên rất mạnh. Bởi vì các quốc gia sản xuất dầu hỏa họ quyết định cắt giảm dầu và đẩy cho giá dầu lên 77 đồng 45 sen. Vàng xuống gần 10 đồng 2037, vẫn ở mức cao 2037 đồng 20 sen một troy ounce. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua ở thành phố Akron, tiểu bang Ohio, diễn ra cái phiên tòa xét xử 6 người cảnh sát trong một cái vụ mà nổ súng bắn chết một người thanh niên gốc Phi Châu vào năm ngoái đó. Và bồi thẩm đoàn ở đây đã chính thức đưa ra cái phán quyết là cả 6 người cảnh sát này không có tội trong cái vụ nổ súng bắn chết người thanh niên này. Thì đây là Jalen Walker, thưa quý vị. Cái vụ này chúng tôi đã từng tường trình rồi, đó là vào tháng 6 năm ngoái, anh Walker này đó, ảnh vào lúc chiều khoảng đâu 6-7 giờ chiều đó, ảnh đang lái xe trên đường thì bị một xe cảnh sát muốn bắt ảnh lại, tại vì cái bảng số xe đó bị giống như là xịt một cái lớp gì lên, cảnh sát lái phía sau mà không đọc được cái bảng số xe. Thay vì dừng lại thì ảnh không có dừng, ảnh cứ tiếp tục ảnh bỏ ảnh chạy, thì thế là ngay lập tức cảnh sát rượt theo. Thì đây là những cái hình ảnh mà phía cảnh sát bây giờ, tại vì 6 người nổ súng rồi, cái chuyện này nó quá lớn cho nên là phải đi ra tòa, thì có hồ sơ từ tòa án cho thấy là trong lúc mà cái xe cảnh sát đầu tiên đang rượt ảnh đó, thì họ có gọi về gọi xin backup, tại vì họ nói là nghi phạm đó đã nổ súng bắn vào xe cảnh sát. Thì thế là cuối cùng tổng cộng 4 xe rượt theo cái xe của Walker với 6 người cảnh sát. Thì họ rượt một hồi, họ đã giống như là dồn ảnh vào đường cùng, ảnh không có chạy được nữa. Thế là ảnh nhảy ra khỏi xe. Thì bây giờ đó, cái hồ sơ từ phía tòa án nói và cả những người cảnh sát này, khi mà họ rượt theo bằng chân đó, thì có được hình ảnh từ cái body camera của cảnh sát cho thấy, thứ nhất là chuyện xảy ra là vào một cái ngày mùa hè tháng 6 rất là nóng ở Ohio. Thế nhưng anh này đó, ảnh vừa nhảy ra một cái là trên mặt của ảnh, ảnh đeo một cái loại họ gọi là ski mask, giống như là cho người đi trượt tuyết đó, thưa quý vị. Là cảnh sát họ đã sợ rồi. Và đặc biệt khi mà ảnh bỏ ảnh chạy như vậy đó, cảnh sát liên tục kêu là ngừng lại, giơ tay lên. Tại vì lúc đầu đó là cái xe đầu tiên, xe cảnh sát đầu tiên họ đã nói là ảnh nổ súng, nhưng mà ảnh vẫn không có ngừng lại, ảnh tiếp tục ảnh chạy. Và trong khi mà ảnh đang chạy, ảnh quay người trở lại, và cái tay của ảnh đó, ảnh thọt vào trong cái túi áo. Thì phía cảnh sát lúc đó họ đâu có biết là ảnh có cầm theo cái cây súng lúc đầu theo hay không. Thì lập tức cả 6 người cảnh sát họ ngừng lại và họ nổ súng. Chỉ trong vòng có 6.7 giây thôi, thưa quý vị, họ nổ tổng cộng 96 phát súng. Và chính vì cái chuyện mà trong cái thời gian quá ngắn mà nổ súng quá nhiều như vậy mới dẫn đến cái việc truy tố. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại tiếp tục phần chương trình này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.